Không thể tin được là một cái cấu hình trong xịn sò như thế này mà giá nó có hơn 20 triệu mà thôi. Và với cái cấu hình này thì mình trang bị cho các bạn được mỗi con CPU đó là i5-12600KF. Con này nó sẽ có mức xung cực kỳ cao, có thể up to lên tới tận là 4.9GHz. Và vì đó là dòng K nên nếu các bạn sử dụng để chơi những cái tựa game FPS nó hỗ trợ cực kỳ là ấn tượng luôn nha. Bên cạnh đó nữa chúng ta vẫn sẽ có 10 nhân và 16 luồng nếu các bạn sử dụng để streaming game nè, để hỗ trợ để edit video, render video, thì một cái con CPU như này nó vẫn đáp ứng cực kỳ tốt cho các bạn luôn nha. Và Vega cũng là một cái phần rất quan trọng trong một cái cấu hình, thế nên mình trang bị cho các bạn ở đây được một con RTX 4060. Đây là bản 3 pha luôn nha, để hợp với cái cây này và chúng ta sẽ có một cái hiệu năng rất ấn tượng trong cái chuyện các bạn chơi những cái tựa game FPS ở thời điểm hiện tại nha. Giá con này khi view máy bên mình cũng rất là tốt, tầm khoảng là 8 triệu mà thôi nha. Và những cái phần còn lại trong cái cấu hình này là gì thì mình có trang bị cho các bạn được một cái B660B Grip 2, nó cực kỳ phù hợp với cái cây này bởi vì chúng ta sẽ có một cái cụm VRM cực kỳ là nạt. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên những cái con CPU cao cấp hơn như là i5-13600K hoặc là thậm chí i5-14600K, nó vẫn chạy cực kỳ tốt nha. Bên cạnh đó nữa thì mình có trang bị cho các bạn được thêm một cái SSD 500GB nè. Chúng ta sẽ có thêm đó là 16 GB RAM, 2 thanh 8GB hỗ trợ Dual Channel cho mọi người ha. Và điểm đặc biệt thì chúng ta sẽ có một cái vỏ cây như thế này. Và với cái vỏ cây này thì mọi người sẽ được có nó mặt kính nó rất là cong như thế này, mình sẽ show cho các bạn. Chúng ta sẽ có hai mặt kính phía trước và bên hông như thế này. Bên cạnh đó nữa thì mình có trang bị cho các bạn thêm một cái tảng IO 240, kèm theo chúng ta sẽ có một cái kit 3 fan ở đây nữa đến từ Symantec luôn ha. Và chi tiết cái cấu hình này, mức giá chính xác của nó sẽ là 20.890k. Và tất cả những linh kiện ở đây nó sẽ là new và bảo hành cho mọi người 36 tháng ha. Link chi tiết sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào và nhanh tay đặt mua để đừng bỏ qua một cú cấu hình cực kỳ đẹp như thế này nhé.